Người Đức Muối xin chào tất cả các bạn màn ảnh nhỏ thân yêu nha. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem là mình đi xuống tại cửa biển kinh ấp Đầm Sấy, xã Đất Mũi nha các bạn. Đây là lưới của người ta đánh cá phai, các bạn thấy đóng lưới. Đây ngoài biển các bạn thấy ngoài xa xa ngoài kia là một cái hòn phai đó nha các bạn. Các bạn thấy biển mù mịt đó nha các bạn. À, này gió yên bình các bạn. Đây là cái đáy đang đây để đi đóng tôm cua các bạn. Đây là cái hòn phai đó là 15 hải lý nha các bạn. Đây là cửa vô, này là cửa ra.
anh kiến nghị. Nặng vô không Tấn? Nặng vô không kéo tiếp không? Kéo tiếp không? Ủa vô dữ à. Bãi này ngay bãi nhiêu hả? Hai ba ký gì không? Trời trời ơi, dữ à. Hả? Rồi em biết cái được không? Kéo tiếp nữa không đâu? Ủa nó? Bên nó nghiêng. Thì anh nghiêng bên đây nè. Xính gỗ người ta xính gỗ. Ê, không chứ luôn hả? Sụp sụp cho nó ra, trời ơi đủ rồi nè. Đủ mất cái gì mà giữ thằng ôm vậy? Ok. Nói không? Đâu? Đau dữ rồi. Một xu luôn rồi. Giữ thằng ôn kìa. Đưa con nghêu. Đâu phải con cua, có đó con gì. Mình đâu có biết kêu tên. Quá thì xuống nghe mà. Con ngao đâu? Đâu? Con này là sao? Con ngao. Con này là ngon lắm hay gì? Cầm út đâu? Cái 100 ngàn luôn, cầm út đâu tôi chụp cho mấy bên đúng rồi. Con mã ông cắn. Con kia nữa, con đẹp đẹp đó. Mới lên nha bà con. Ủa con bự bự không là trước. Này mình không lấy cái kia đâu, con này con gì ta? Lấy cái sọt. Chắc gì, chắc ngọn, chắc giang hả? Con ni nông. Ni nông nằm trên cái cát. Ủa nhiều nhiều lắm rồi, này giống có 5-7 kg nhiều lắm rồi. Con này ốc này ăn được không? Ốc mỡ cái gì đây nè? Hả? Con núm nhỏ nhỏ này thả mẹ đi. Con núm bắt ăn chứ. Không bắt hả? Con này ăn không được hả? Quên mấy con nó ngon. Lửa nghe qua tính. Thế mà ta không đâu. Kéo tiếp nữa không nào. Sao mà mới có chút xíu mà vô dữ vậy? Hả? Kéo tiếp đó không đâu? Xuống nữa hả? Đứt giò luôn ấy vậy. Hả? Ừ.
Hai út bắt được một con nữa, được ba ống con ngao rồi. Ê vô, đá nha. Kéo ngoài đó, nước cạn kéo ngoài đó có ngao. Một con heo đang say sóng ói. Biết luôn. Một bò to thôi em.